Chiều ngày 11 tháng 9, sau cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi rời khu trung tâm Hà Nội, Tổng thống Joe Biden đến đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm cố thượng sĩ John McCain, người có đóng góp lớn cho quá trình bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ trên đường Thanh Niên bên Hồ Trúc Bạch, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tiếp đó, đoàn xe chở Tổng thống Joe Biden và đoàn tháp tùng chạy qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội, gồm Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, hướng đến sân bay quốc tế Nội Bài. Theo chương trình, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc gặp gỡ cán bộ và gia đình Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trước khi lên chuyên cơ rời Hà Nội. Ngày 11 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng thống Joe Biden hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Việt Nam, chuyến thăm đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương. Ngay sau cuộc gặp tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã cùng dự hội nghị cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành và 14 doanh nghiệp tiêu biểu của Hoa Kỳ và Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hai bên đã có các trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực chính: công nghệ và đổi mới sáng tạo, đầu tư sản xuất, dịch vụ tài chính và fintech, thương mại dịch vụ. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam xác định sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng nhắc lại, một trong những trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của ngài Tổng thống Biden là thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên tinh thần đó, tôi và ngài Tổng thống đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tôi đồng tình với ngài Tổng thống, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để mở cửa tương lai của chúng ta, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam. Ông nhận định Việt Nam đã có thay đổi rất lớn trong gần 20 năm qua, kể từ chuyến thăm Hoa Kỳ của cố Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2005. Tổng thống Joe Biden cho rằng hiện nay đang có cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo, mà trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại sự phồn thịnh chung. Tổng thống hoan nghênh việc Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa thỏa thuận với tập đoàn Boeing để mua khoảng 50 máy bay phản lực Boeing 737 Max, dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 30.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden khẳng định trên tinh thần chân thành, Hoa Kỳ sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam để nắm bắt được hết các cơ hội tiềm năng của mình. Đồng thời, Tổng thống đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực hợp tác về năng lượng tái tạo. Không chỉ các nước phát triển mà tất cả các nước đều phải phát triển lĩnh vực này. Chiều ngày 11 tháng 9 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng dự hội kiến, phía Việt Nam có trưởng ban đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung, Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Joe Biden đã chứng kiến lãnh đạo Hội cựu chiến binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng các kỷ vật chiến tranh cho phía Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hành động có tính biểu tượng và nhân văn sâu sắc. Trước đó, vào trưa ngày 11 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sau buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ. Chiều ngày 11 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để neo giữ giá bán lẻ xăng dầu trong nước, nhưng mức xả không đáng kể. Cụ thể, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với tất cả các loại xăng và dầu. đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ với hai mặt hàng là dầu diesel và dầu hỏa, nhưng xả quỹ với hai mặt hàng xăng và mặt hàng dầu ma dút. Cụ thể, mức xả với xăng E5 RON92 là 22 đồng 1 lít, xăng RON95 là 14 đồng 1 lít, dầu ma dút là 27 đồng 1 kg. Vì vậy, kể từ 15 giờ chiều ngày 11 tháng 9, giá bán lẻ xăng E5 RON92 được giữ nguyên ở mức 23.471 đồng 1 lít như kỳ trước, còn giá xăng RON95 giữ nguyên ở mức 24.871 đồng 1 lít như kỳ trước. Giá dầu diesel 0.05S tăng 410 đồng 1 lít lên 23.055 đồng 1 lít, dầu hỏa tăng 374 đồng 1 lít lên 23.188 đồng 1 lít, dầu ma dút vẫn giữ nguyên giá. Theo các chuyên gia, giá xăng dầu đã có 6 kỳ tăng liên tiếp nên cần xả quỹ để ghìm đà tăng giá ở kỳ điều hành chiều ngày 11 tháng 9, giúp kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Ngày 11 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Đăng Khoa, 44 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và xử phạt Khoa 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Cụ thể, đầu tháng 5 năm 2022, Khoa biết ông Lê Minh Tú, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có ý định cải tạo đất để làm trang trại, nhà vườn nên đã liên hệ thuê san gạt đoạn đường vào khu đất. Sau đó, Khoa thống nhất cùng ông Văn Trung, 36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, khai thác đất trái phép tại diện tích đất của ông Tú nhằm mục đích bán cho người khác để hưởng lợi. Lần này, Khoa và Trung đã khai thác được 23,42 mét khối đất nhưng chưa hưởng lợi do bị cơ quan chức năng phát hiện. Lần 2, Khoa nhận được yêu cầu cung cấp đất phục vụ đổ lề đường DH2 cho nhà của ông Nguyễn Văn Nhiên, 41 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là chỉ huy trưởng của công trình thi công đường DH2 do Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, gọi tắt là Công ty 68 thực hiện. Khoa nảy sinh ý định khai thác đất trái phép trên diện tích đất của bà Phước và bà Phương tại thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, công ty này sử dụng 2 xe ô tô tải tiến hành di chuyển đất. Khi đang khai thác đất trái phép thì bị Công an huyện Hòa Vang phát hiện kiểm tra, dừng hoạt động. Lần này, Khoa khai thác được 79,3 mét khối đất, chỉ thu giữ được 1 mét khối đất. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân kết luận, tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác là 102,72 mét khối với hơn 12 triệu đồng và Khoa chưa thu lợi từ việc khai thác khoáng sản trái phép này. Ngày 11 tháng 9, Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 9, xe tải chở rác lưu thông trên đường tỉnh 768. Khi đến xã Tân An, gần khu vực trạm thu phí, thì bất ngờ chạy lấn vào phần đường sát lề, tông xe máy do người mẹ điều khiển chở hai con đi học từ trường về nhà. Hậu quả khiến 3 người trên xe máy cùng té xuống đường. Em H, 7 tuổi, học sinh lớp 1, trường tiểu học Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tử vong tại chỗ. Ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lưu, 38 tuổi, tạm trú ở phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Lưu và vợ 38 tuổi, cùng 2 người con, trong đó có cháu N, sinh năm 2013, cùng sinh sống tại phường Trảng Giài. Vào ngày 9 tháng 9, Lưu và vợ xảy ra mâu thuẫn nên chị vợ bỏ nhà đi. Đến ngày 11 tháng 9, Lưu chụp hình mình dùng tay bóp cổ cháu N rồi gửi lên nhóm Zalo của công ty vợ chồng Lưu đang làm, nên một số người làm cùng công ty đến Công an phường Trảng Giài trình báo. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Trảng Giài đến kiểm tra thì Lưu đóng cửa, cầm dao cố thủ trong nhà nên phá cửa vào khống chế Lưu đưa về làm việc. Kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cháu N đã tử vong.